Chào tất cả các bác đã tới với dụng cụ đồ bao trái cây em Thảo. Với tất cả các loại bao trái cây thì hôm nay em đang đóng bọc ổi cho các bác nhé. Và kho bọc ổi nhà em thì hiện tại đang vào mùa, đang làm rất chi là nhiều. Với một cái bọc ổi mà để các bác anh nhà mình làm sử dụng luôn. Bọc ổi chống sâu bệnh, chống ruồi vàng. Cũng như ở cái thời điểm mà cũng tất như tất cả trong năm, nếu như bây giờ mà trồng ổi mà không bọc thì đều là không được ăn. Thì với cái dòng bọc ổi này giá của nó rất chi là rẻ nhé. Thì em cũng nói luôn tới các bác là một cân bọc ổi nhà em đang đưa tới các bác nó được tầm độ hơn 300 chiếc, 350 chiếc đổ lại. Đấy, và với một chiếc bọc ổi như thế này thì bên em đã lồng sẵn hết, là có nghĩa là đầu của nó có chun, đầu có chun, ngoài có bóng và bên trong thì là một cái xốp. Xốp sẽ là xốp bao bọc 4 mùa để cho các bác anh nhà mình qua ổi lúc nào cũng tránh rám, tránh sâu bệnh. Và với cái bóng ở bên ngoài thì em đang sử dụng là bóng mờ nhá. Thì nói luôn với các bác là cái xốp này nhà em nó dài là 14 cm, bóng mờ như này các bác này. Cái bóng này về chiều dài của nó thì sẽ là 20 cm, rộng sẽ là 18. Cái bóng này em sẽ bán riêng và một chút nữa em sẽ quay cho các bác anh nhà mình được xem. Bên cơ sở em thì chuyên môn cung cấp về tất cả các loại túi bao trái, và với loại xốp bọc ổi thì đang được các bác miền Nam sử dụng rất là nhiều. Và khi xem được cái video này mà các bác anh nhà mình mà đang cần, có nhu cầu và mua từ 5 cân thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn trên tất cả đất nước Việt Nam luôn nhé. Bác nào ở đâu cũng có thể mua được. Cho chị mượn cái túi chun này cái. Đây, nếu như đây là một cái chun, chun này nhà em là chun siêu bền, chun không bao giờ ghẻ nhá. Rất nhiều anh bảo là chun ghẻ là như nào, có nghĩa chun ghẻ thì mình dùng qua thời gian lắng mưa nó sẽ mửn, là nó sẽ đứt. Đấy, nhưng với cái chun này các bác sử dụng đến mấy đợt luôn cũng không thể đứt được. Và với bọc ổi này nhà em thì em bao cho các bác anh nhà mình sử dụng nhiều năm, chỉ khi nào nó lâu quá rồi tái sử dụng 3-4 năm rồi các bác không dùng nữa các bác bỏ đi thôi. Còn nó sẽ rất chi là bền. Cái chun này thì em bán cho các bác là có 20.000 đồng cho một lạng thôi. Và túi này sẽ là túi 5 lạng. Một cái túi này thì được vô cùng là nhiều nhá. Không phải đếm được nó là bao nhiêu đâu, bởi vì nó rất chi là nhiều các bác ạ. Đấy, thì tùy thuộc nha các bác, cứ mua lẻ hay là mua nào thì bảo em nhá. Đưa cho chị một một lắm bóng nữa. Một lắm bóng luôn. Đây. Đấy, để cẩn thận bỏ ra ngoài. Đây là bóng em như này này. Anh nào mà mua bóng này thì 60.000 đồng cho một cân nhé các bác anh nhé. Chun thì là 20.000 đồng cho một lạng. Còn với xốp bọc ổi ý, thì nó sẽ giá theo thời điểm cái hạt nhiên liệu các bác anh ạ. Và đợt này thì nó đang là 600.000 5 cân. Và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn khi mà mua 5 cân nhé các bác anh nhé. Về xốp bọc ổi bên em thì lúc nào cũng làm quanh năm. Đấy, và bác nào anh nào mà cứ có nhu cầu mua 1 cân, 2 cân hay là 3 cân, bên em cũng sẽ đóng gói và gửi đến tận nhà các bác anh luôn nhé. Tất cả các bác anh nhà mình mà đang xem video mà đang cần mua, số điện thoại em đã ghi ngay trên màn hình video rồi đó. Các bác chỉ cần alo trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi tới tận nhà các bác các anh. Nhận hàng kiểm tra đúng như này, đừng có thanh toán nhé. Xốp này nhà em, các bác lưu ý là xốp dài 14 cm các bác nhá. Đấy, một cái dòng xốp mà các bác có thể bọc bưởi, xin lỗi, bọc ổi từ 1 cân đổ lại. Có bác thì sử dụng để bao bọc xoài cũng có thể được. Xoài em có túi xoài nhá. Thì bác nào đang cần túi xoài, túi la, túi cam, túi bưởi hoặc là túi mít bên em đều có hết. Cứ đăng ký kênh của em vào và xem những cái sản phẩm rất hữu ích trong cái công việc làm vườn của các bác. Nhớ follow, đăng ký và theo dõi kênh của em nhá, để xem được rất nhiều sản phẩm hay. Cảm ơn các bác nhiều ạ.